Tanaka Gichi, người khơi dậy chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Tanaka Gichi lên ngôi thủ tướng Nhật Bản trong tình trạng đất nước đang vô cùng rối ren. Trận động đất Great Kanto năm 1923 cùng hàng loạt cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính, với điển hình là cuộc khủng hoảng Showa năm 1927 đã khiến đất nước mặt trời mọc lâm vào bế tắc. Thế nhưng, thay vì đưa ra đường lối cải cách đất nước hợp lý, ngay khi vừa lên nhậm chức, Tanaka Gichi được cho là đã đệ trình một kế hoạch xâm lược cả thế giới lên Nhật Hoàng Hirohito, biến nước Nhật trở thành lò lửa chiến tranh của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mang tư tưởng bảo thủ từ nhỏ. Tanaka Gichi sinh ngày 25 tháng 7 năm 1864, có tài liệu ghi là ngày 22 tháng 6 năm 1864 ở Nhật Bản, là con trai thứ 3 của một gia đình samurai cấp thấp, phục vụ cho miền Choshu, tỉnh Nagato, nay là tỉnh Yamaguchi, nơi vốn nổi danh là vùng đất của cuộc cách mạng Duy Tân Minh Trị. Tuy vậy, từ bé, Tanaka Gichi đã tỏ ra là một người có tư tưởng rất bảo thủ. Tanaka Gichi tỏ ra quan tâm đến chính trị rất sớm. Năm 13 tuổi, ông từng tham gia cuộc nổi dậy Hagi chống triều đình Thiên Hoàng Minh Trị. Năm 20 tuổi, ông gia nhập quân đội Đế quốc Nhật Bản. Tanaka Gichi tốt nghiệp Học viện Lục quân Đế quốc Nhật Bản và Trường Cao đẳng Chiến tranh Lục quân vào năm 1892, từng là sĩ quan cấp dưới trong chiến tranh Trung Nhật lần thứ nhất 1894-1895. Sau khi chiến tranh kết thúc, Tanaka Gichi được làm tùy viên quân sự tại Moscow và Petrograd, Đế quốc Nga, cùng với Takeo Hirose của Hải quân Đế quốc Nhật Bản. Cả hai về sau trở thành bạn thân của nhau, cùng nhau lũng đoạn nhà nước Nhật Bản trong một thời gian ngắn. Tanaka thông thạo tiếng Nga nhờ thường xuyên tham dự thánh lễ vào Chủ nhật hàng tuần tại một nhà thờ chính thống giáo Nga. Là một trong số ít chuyên gia được đào tạo từ Nga, ngay khi về nước, Tanaka Gichi đã trở thành trợ thủ đắc lực cho các nhà hoạch định quân đội trong chiến tranh Nga-Nhật năm 1904-1905. Ông cũng từng là phụ tá cho tướng Kodama Gentarō ở Mãn Châu. Năm 1906, Tanaka đã soạn thảo một kế hoạch phòng thủ được Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Đế quốc Nhật Bản và tướng Yamagata Aritomo đánh giá cao đến mức nó được thông qua như sách trắng quốc phòng của Nhật Bản cho đến Thế chiến thứ nhất. Ông được trao tặng huân chương cánh diều vàng hạng 3 vào tháng 4 năm 1906. Gian nan tại chính trường. Năm 1910, Tanaka Gichi thành lập Hội Cựu Chiến binh nhằm giúp đỡ cho những người lính đã tham gia các cuộc chiến tranh với Trung Quốc và Nga trước đó. Ông được thăng chức thiếu tướng vào năm 1911 và được bổ nhiệm làm giám đốc Cục Quân vụ thuộc Bộ Lục quân. Tại đây, Tanaka Gichi đề nghị tăng cường sức mạnh của quân đội thường trực bằng hai sư đoàn bộ binh bổ sung. Ông được trao tặng huân chương bảo vật hạng nhất vào tháng 9 năm 1918. Tanaka Gichi tham gia nội các của Thủ tướng Haratakishi với tư cách là Bộ trưởng Lục quân từ tháng 9 năm 1918 đến tháng 6 năm 1921. Ông được thăng cấp tướng vào năm 1920 và được trao tặng huân chương mặt trời mọc hạng nhất, đồng thời được nâng lên danh hiệu Danshaku, tức Nam Tước, theo hệ thống Kazoku. Tuy nhiên, thời kỳ này, nội các của Thủ tướng Hara và Bộ trưởng Tanaka bị chỉ trích không ngừng bởi nhiều lý do. Đầu tiên là các khoản cho vay Nishihara. Bề ngoài là do các ngân hàng tư nhân thực hiện, nhưng trên thực tế, các khoản vay này được chính phủ Nhật Bản bảo lãnh để hỗ trợ đoàn kỳ thủy trong cuộc nội chiến Bắc Dương nhằm vượt qua các đối thủ, giành quyền kiểm soát miền Bắc Trung Quốc. Đổi lại, Nhật được hưởng nhượng quyền vịnh Kyushu, quyền kiểm soát đường sắt ở Sơn Đông và các quyền bổ sung ở Mãn Châu. Khi các thỏa thuận bị tiết lộ, công chúng Nhật đã rất bất mãn khi chính phủ lừa lấy tiền thuế của mình để mua đất thiên hạ. Người Trung Quốc cũng bất bình, về sau đã tạo nên phong trào ngũ tứ. Sự kiện thứ hai liên quan trực tiếp tới Bộ trưởng Tanaka chính là việc ông cho nước Nhật tham gia vào cuộc xâu xé nước Nga Xô Viết. Tháng 11 năm 1918, hơn 70.000 quân Nhật dưới sự chỉ huy của tham mưu trưởng Yui Mizue đã chiếm tất cả các cảng và thị trấn lớn ở các tỉnh hàng hải của Nga và miền đông Siberia. Thế nhưng, từ ngày 23 đến ngày 31 tháng 5 năm 1920, khoảng 450 thường dân Nhật Bản và 350 binh sĩ Nhật Bản
cùng với những người ủng hộ Bạch Quân Nga đã bị Hồng quân Liên Xô sát hại và tiêu diệt hoàn toàn trong vụ Nikolayevsk thảm khốc. Tức giận, Tanaka đề nghị chính phủ Nhật Bản đệ đơn phản đối chính phủ Bolshevik ở Moscow đòi bồi thường. Chính phủ Nga đành phải xuôi theo bằng cách bắt và xử tử một số lãnh đạo Hồng quân có liên quan. Tuy nhiên, cảm thấy rằng điều này là chưa đủ, chính phủ Nhật lợi dụng vụ việc như một cái cớ để chiếm nửa phía bắc của đảo Sakhalin và trì hoãn việc công nhận Liên Xô về mặt ngoại giao cho đến năm 1925. Bộ máy điều hành của Tanaka còn bị cáo buộc biển thủ quỹ bí mật, đồng thời dư luận còn bới móc lên việc ông ủng hộ những nhân vật bất hảo, kém cỏi trong hàng ngũ bạch vệ như tướng Roman von Anger Sternberg để thông qua đó tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa cho đại bại ở Nikolayevsk. Tất cả những chỉ trích đã khiến nam tước Tanaka kiệt quệ. Cuối cùng, ông xin thôi tất cả các chức vụ và nghỉ hưu ở Oiso, Kanagawa. Great Kanto, trận động đất thay đổi vĩnh viễn Nhật Bản. Kể từ khi Tanaka từ chức, nước Nhật liên tiếp hứng chịu nhiều sự kiện bất lợi khiến đất nước ngày càng rơi vào tình trạng hoảng loạn. Sự kiện kinh hoàng nhất và thay đổi nước Nhật vĩnh viễn chính là trận động đất Kanto. Vào ngày 1 tháng 9 năm 1923, trận động đất mạnh 7,9 độ Richter đã xảy ra cách bờ vịnh Sagami, tỉnh Kanagawa khoảng 80 km về phía Tây Bắc. Cùng thời điểm đó, một trận bão đang tiến gần tới bán đảo Noto gây ra gió mạnh khắp vùng Kanto, làm cho hỏa hoạn lan nhanh và kéo dài suốt 2 ngày sau. Những xóm làng sinh sống đông đảo và tụ họp san sát bên nhau trong thành phố Tokyo bị thiệt hại về sinh mạng rất lớn. Trận động đất đã kéo theo sự hỗn loạn. Trong các thị trấn và làng xã xung quanh thủ đô, những nhóm dân phòng gọi là Jikeidan, tự cảnh đoàn, một nhánh cảnh sát vũ trang do thường dân lập ra để canh phòng và bảo vệ cho chính khu dân cư của mình, đã tự ý tra hỏi và bắt giam những người bị tình nghi là thành phần bất hảo. Bộ Nội vụ Nhật Bản đã phải ban hành chế độ thiết quân luật để lập lại trật tự. Sau đó, tin đồn sai sự thật cho rằng kiều dân Triều Tiên ở Nhật Bản đã nhân thời cơ này tiến hành đốt phá và cướp bóc, đồng thời còn đồn rằng họ có sở hữu bom. Trong tình trạng khẩn cấp, những lời đồn đại dù vô căn cứ cũng đủ kích động gây ra những hành vi bạo lực điên cuồng. Chính phủ báo cáo rằng trong tuần đầu tiên của tháng 9, 231 kiều dân Triều Tiên đã bị các côn đồ ở Tokyo và Yokohama hành quyết. Các báo cáo độc lập cho rằng con số người bị giết còn cao hơn nhiều, khoảng từ 6.000 đến 10.000 người. Về kinh tế, thiệt hại của trận động đất Kanto đã lên đến 60 tỷ yên theo thời giá khi đó. Nhiều xí nghiệp ngừng hoạt động vì cơ xưởng bị sụp đổ hay bị thiêu hủy, gây ra một làn sóng thất nghiệp. Hơn thế, lúc đó tình hình kinh tế Nhật Bản vẫn còn chưa được phục hồi từ sau năm 1920 với cuộc khủng hoảng kinh tế hậu Thế chiến thứ nhất. Cuộc khủng hoảng kép này làm cho tình hình càng trầm trọng. Bởi vậy, người dân Nhật về sau đã gọi trận động đất này với cái tên Đại Động Đất Kanto, tiếng Anh gọi là Great Kanto. Nhờ tình hình bất ổn, Tanaka có cơ hội trở lại làm Bộ trưởng Lục quân trong chính quyền Thủ tướng Yamamoto Gonbe ngay trong tháng 9 năm 1923 đến tháng 1 năm 1924, trực tiếp thiết lập thiết quân luật và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả. Sau khi giải ngũ, ông lại được mời nhận chức Chủ tịch Đảng của Đảng Chính trị Riken Seiyukai vào năm 1925 và được bầu làm thành viên Hạ viện từ tháng 1 năm 1926. Nỗ lực cứu lấy Nhật Bản. Tanaka trở thành Thủ tướng Nhật Bản và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao vào ngày 20 tháng 4 năm 1927, ngay khi Thiên Hoàng Hirohito lên ngôi không bao lâu. Ngay lập tức, ông đã được thử thách bằng việc phải giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính Showa do người tiền nhiệm, Thủ tướng Wakatsuki Reijiro gây ra. Nguyên do là bởi nhiều công ty đã đầu tư mạnh vào việc tăng năng lực sản xuất ở các ngành đã được cảnh báo là sẽ tạo ra bong bóng kinh tế. Các nhiễu động từ suy thoái và trận động đất Great Kanto sau đó đã nhấn chìm nền kinh tế Nhật. Chính phủ của Tanaka đã can thiệp thông qua Ngân hàng Trung ương Nhật Bản bằng cách phát hành trái phiếu động đất, chiết khấu cho các ngân hàng phát triển quá mức. Ông học theo nước Anh, tổ chức kỳ nghỉ ngân hàng 3 tuần và phát hành các khoản vay khẩn cấp. Tuy nhiên, do sự sụp đổ của nhiều ngân hàng nhỏ nên các chi nhánh tài chính lớn của năm Zaibatsu lúc đó đã thống trị nền tài chính Nhật Bản.
Chính quyền của Tanaka quá yếu nên ông chỉ có thể bắt tay với họ mà không thể làm gì hơn. Ở mặt trận đối nội, Tanaka đã cố gắng trấn áp những người cánh tả, những người cộng sản và những người bị nghi ngờ là cảm tình viên cộng sản thông qua các vụ bắt bớ rộng rãi. Sự kiện ngày 15 tháng 3 năm 1928 và sự kiện 19 tháng 4 năm 1929, ông cũng cố gắng thâu tóm quyền lực trong ngắn hạn với các chức Bộ trưởng Nội vụ từ tháng 5 năm 1928 đến tháng 5 năm 1928 và Bộ trưởng Nội vụ thuộc địa từ tháng 6 năm 1929 đến tháng 7 năm 1929. Về chính sách đối ngoại, Tanaka khác với người tiền nhiệm Shidehara cả về chiến thuật và chiến lược. Trong khi Shidehara thường hay sơ tán cư dân Nhật Bản ở nơi có xung đột, thì Tanaka thích sử dụng vũ lực quân sự. Shidehara tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc, Tanaka lại công khai theo đuổi chính sách tách rời Mãn Châu và Nội Mông để tạo cảm giác khác biệt giữa các khu vực đó và phần còn lại của Trung Quốc. Trong 3 lần riêng biệt vào năm 1927 và 1928, ông đã phái quân can thiệp vào tỉnh Sơn Đông để ngăn chặn cuộc viễn chinh lên phía Bắc của Tưởng Giới Thạch trong sự kiện gọi là Sự kiện Tế Nam. Vào năm 1928, âm mưu của các tổ chức bí mật theo chủ nghĩa cực đoan và đạo quân Quan Đông đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng, vụ ám sát lãnh chúa người Mãn Châu Trương Tắc Lâm. Bản thân Tanaka phủ nhận âm mưu ám sát và cho rằng các sĩ quan chịu trách nhiệm phải bị đưa ra tòa, công khai về tội giết người. Thiếu sự ủng hộ và bị chỉ trích ngày càng nhiều, cả từ chính thiên hoàng Hirohito, Tanaka và nội các của ông đã từ chức vào ngày 2 tháng 7 năm 1929, người kế nhiệm ông là Hamaguchi Osachi. Tanaka Gichi qua đời vào ngày 29 tháng 9 năm 1929, không lâu sau khi từ nhiệm. Ông được trao tặng huân chương đồng hoa khi qua đời. Mộ của ông nằm ở nghĩa trang Tama, Fuchu, Tokyo. Bản tấu thỉnh biến nước Nhật thành lò lửa chiến tranh. Theo những giả thuyết, tất cả những tinh túy trong chiến lược ngoại giao của Tanaka đã được đúc kết vào một thứ có tên gọi là bản tấu thỉnh, tiếng Anh là Tanaka Memorial, tiếng Nhật là Tanaka Josobun, được đệ trình lên Nhật Hoàng từ năm 1927. Bản tấu được coi như là sự kết tinh cho toàn bộ tất cả những giá trị được coi như là quân phiệt, hiếu chiến và bảo thủ nhất của Nhật Bản. Tuy nhiên hiện tại, việc nó có tồn tại hay không vẫn là một dấu hỏi lớn. Vào mùa hè năm 1927, Tanaka triệu tập một hội nghị viễn đông với các thành viên của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Bộ Lục quân, Bộ Hải quân và Bộ Tài chính. Tuy nhiên, thay vì đưa ra một kế hoạch tổng thể cho sự thống trị thế giới, kết quả của hội nghị là một sự đồng thuận thô bạo rằng Nhật Bản nên hỗ trợ chính phủ Quốc dân đảng chống lại Cộng sản Trung Quốc. Chỉ cần họ có thể củng cố căn cứ của mình tại Mãn Châu, người ta cho rằng bản tấu thỉnh là một báo cáo bí mật của hội nghị này. Theo các điều tra, bản tấu thỉnh đã được xuất bản lần đầu vào tháng 12 năm 1929 trong các ấn phẩm Trung Quốc ở Nam Kinh. Nó được tái bản vào ngày 24 tháng 9 năm 1931 trên China Critic, một ấn phẩm tiếng Anh ở Thượng Hải. Bản tấu trong cuốn đó có các khẳng định: để tiếp quản thế giới, bạn cần phải tiếp quản châu Á. Để tiếp quản châu Á, bạn cần phải tiếp quản Trung Quốc. Để chiếm Trung Quốc, bạn cần phải đánh chiếm Mãn Châu và Mông Cổ. Tính xác thực của bản tấu không được các học giả ngày nay chấp nhận, nhưng nó đã được chấp nhận rộng rãi trong những năm 1930 và 1940 vì hoạt động của Nhật Bản tương ứng rất chặt chẽ với những kế hoạch này. Tính xác thực dường như đã được xác nhận qua sự kiện Phụng Thiên, hay còn gọi là sự kiện Mãn Châu năm 1931, chiến tranh Trung Nhật lần thứ 2 năm 1937, trận chiến Kakingo năm 1939, cuộc xâm lược của Nhật Bản vào Đông Dương thuộc Pháp năm 1940, cuộc tấn công Trân Châu Cảng năm 1941 và chiến tranh Thái Bình Dương sau đó. Khi quân đồng minh tìm kiếm các tài liệu tội ác chiến tranh sau khi Nhật Bản đầu hàng, không có dự thảo hoặc bản sao nào liên quan đến bản tấu xuất hiện trong số đó. Nguồn gốc của nó đến giờ vẫn còn là một câu hỏi, bởi vì ấn bản đầu tiên được viết bằng tiếng Trung Quốc nên một số sử gia Nhật Bản cho rằng nó có nguồn gốc từ Trung Quốc, có thể là Quốc dân đảng Trung Quốc hoặc Cộng sản Trung Quốc. Đã có những tuyên bố cho rằng đây là kế hoạch của Liên Xô nhằm khuyến khích chiến tranh giữa Trung Quốc và Nhật Bản, từ đó Liên Xô sẽ ở giữa hưởng lợi.
Nguyên do là vì Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự kiểm soát của Liên Xô và chính sách của Liên Xô từ những năm 1930 là tiến hành một cuộc chiến tranh tuyên truyền chống lại chủ nghĩa bành trướng của Nhật Bản. Ngoài ra, bản dịch đầu tiên được cho là bản tấu sang tiếng Anh do Đảng Cộng sản Hoa Kỳ thực hiện và được xuất bản trên tạp chí Quốc tế Cộng sản số tháng 12 năm 1931. Sau đó, nó đã được in lại dưới dạng sách. Dù không biết được bản tấu thỉnh có tồn tại hay không, nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là với bản tính bảo thủ, ham chiến trận của mình, Nam tước Tanaka Gichi đã khiến chủ nghĩa quân Việt của nước Nhật trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, phải tới tận năm 1932, sau một loạt vụ đảo chính, chủ nghĩa quân Việt mới chiếm trọn bộ máy chính trị Nhật Bản. Từ đó, nó trực tiếp đưa Nhật Bản vào một cuộc phiêu lưu chiến tranh cấp độ thế giới. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!